Bổ thể là gì? Vai trò của bổ thể với hệ miễn dịch. Bổ thể là một nhóm protein huyết thanh, là một bộ phận của hệ miễn dịch. Bổ thể là một protein được sinh ra ở tế bào gan và đại thực bào. Nó tồn tại trong hệ thống tuần hoàn như là những phân tử không hoạt động. Bổ thể có 4 chức năng chính. Chức năng đầu tiên là tạo phức hợp tấn công màng, giúp chọc thủng màng tế bào vi khuẩn và virus. Nhờ vậy tế bào vi khuẩn tan và chết đi. Vai trò thứ hai đó là tham gia vào cơ chế auxin hóa, làm cho quá trình ăn nốt thực bào dễ dàng hơn. Vai trò thứ ba đó là giúp tăng cường đáp ứng của phản ứng viêm. Bổ thể giúp kích hoạt co bóp cơ trơn, tăng tính thấm thành mạch và kích thích tế bào mast giải phóng chất trung gian gây viêm như là histamine. Vai trò thứ tư đấy là hóa ứng động, thu hút các tế bào thực bào để tới nơi tiêu diệt pháp nhân lạ. Các bước kích hoạt hệ thống bổ thể hoạt động. Bước đầu tiên, sinh ra một lượng lớn protein bổ thể được hoạt hóa. Lúc này thì bổ thể sẽ liên kết với kháng nguyên, tạo phức hợp kháng nguyên kháng thể để liên kết với mầm bệnh. Tiếp tục thì auxin hóa chúng, tạo điều kiện để đại thực bào có receptor với bổ thể ăn mầm bệnh. Bước thứ hai, protein bổ thể giúp tăng cường đáp ứng viêm, tăng hoạt tính hóa hướng động, giúp thu hút bạch cầu. Bước ba là thành phần bổ thể giai đoạn cuối sẽ hủy một số tế bào vi khuẩn bằng cách là tạo lỗ và đục thủng màng.